mình sẽ giới thiệu các bạn xem một số mẫu nhẫn nam vàng 18K nha. Giá vàng là 3.420.000 một chỉ nha. Đây là chủ yếu là nhẫn bọc hộp đá màu đen nha. Màu đen thì hợp với bình thủy nha các bạn. Đây là nhẫn nam bọng tầm khoảng hơn 1 chỉ tới khoảng 2 chỉ thôi, không có nặng nha. Đây chủ yếu là hôm nay màu đen mà sọc nha các bạn, sọc trắng đen nha. Đây chiếc này 1 chỉ 49 nha các bạn. 1 chỉ 49 này thì tầm khoảng hơn 5 triệu thôi. Đây chiếc này 1 chỉ 52, 1 chỉ 52 màu đen luôn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chủ yếu là màu đen nha các bạn. Chiếc này thì tầm khoảng hơn 5 triệu một chút xíu nha. Siêu nhẹ luôn các bạn, nhẫn nam. Đây chiếc này, chiếc này cũng 1 chỉ 20 thôi, cũng rất là bận luôn ạ. Cái này tầm khoảng hơn 4 triệu chút xíu nha. Hai bên cũng sọc trắng luôn các bạn đây. Cũng rất là chịu cách nha. Chiếc này cũng là nhẫn bọng nhưng mà nặng hơn một chút xíu nha các bạn. 2 chỉ tầm khoảng hơn 7 triệu một xíu nha, tính luôn cả tiền công nha. Đây cái này sọc chéo luôn ạ. 1 chỉ 41 tầm khoảng hơn 5 triệu nha. Đây hộp oval nữa bạn, hộp oval này thì 86. Cái này tầm khoảng hơn 6 triệu, gần 7 triệu nha các bạn. Đây hộp cắt giác này, hộp đá cắt giác nữa. 1 chỉ 23 thôi, hơn 4 triệu, gần 5 triệu thôi nha, chưa tới 5 triệu nha các bạn. Giá vàng hiện tại thì có 3.420.000 một chỉ thôi. Đây, chiếc này có hai sọc trắng đen nè, 2 chỉ 13, hơn 7 triệu chút xíu nha các bạn. Cũng rất là lạ luôn. Đây, một sọc trắng nè, 2 chỉ 10, tầm khoảng hơn 7 triệu, gần 8 triệu. Đây sọc viền nữa, 1 chỉ 68 thì cái này cũng tầm khoảng hơn 6 triệu nha các bạn. Đây một số nhẫn to hơn này, chiếc này 1 chỉ 91 nha, đá hình chữ nhật các bạn, cái này tầm khoảng 7 triệu. Đây có thêm màu xanh nữa các bạn, màu xanh này cũng rất là đẹp luôn, 1 chỉ 48 thôi, siêu bự nha, hơn 5 triệu thôi. Đây một chiếc nhẫn rồng mà các bạn, chiếc này 1 chỉ 74 tầm khoảng hơn 6 triệu, gần 7 triệu nha. Có một số mẫu đá kiểu cắt các bạn, có màu đen luôn, 1 chỉ 80 nha. Đây hơn 6 triệu. Đây một chiếc nhẫn màu đen sọc ngang các bạn, 1 chỉ 61 nha. Cái này tầm khoảng hơn 6 triệu chút xíu nha các bạn. Đây cái mặt rồng các bạn, chiếc này 1 chỉ 67 tầm khoảng hơn 6 triệu thôi nha. Đây một số nhẫn màu đen hộp vuông các bạn, chiếc này 1 chỉ 96 tầm khoảng hơn 7 triệu nha các bạn. Đây sọc chéo 2 chỉ 11, 2 chỉ 11 thì tầm khoảng hơn 7 triệu chút xíu nha. Đây một số coi nhà hình 1 chỉ 80 các bạn. Đây nhẫn bọng nha, 1 chỉ 80 thì tầm khoảng hơn 6 triệu, gần 7 triệu nha các bạn. Nhẫn màu đen cũng rất là nhiều. Đây dạng oval nè các bạn, chiếc này 1 chỉ 45 thôi, tầm khoảng hơn 5 triệu chút xíu nha. Nửa trắng nửa đen nha các bạn. Đây cái dạng oval nữa các bạn. Cái này 1 chỉ 82 tầm khoảng hơn 6 triệu, gần 7 triệu nha. Rất là đẹp luôn. Nhẫn nam mà thì đeo nó sẽ không sợ bị vướng hay gì nha. Đây có một số chiếc thì nó có hộp đính đá ở phía trên một chút xíu nhé. Chiếc này 2 chỉ 43 thì tầm khoảng hơn 8 triệu, gần 9 triệu. Đây còn một số đá màu xanh nha, nhẫn này nhẫn đúc nha. 2 chỉ 77 tầm khoảng cái này đá ruby các bạn, ruby màu xanh nha. 2 chỉ 77 thì tầm khoảng 10 triệu nha các bạn. Bọc mình 1 chỉ 37 thôi, tầm khoảng 5 triệu nha các bạn. Màu xanh nha, màu xanh này thì hợp với bình thủy nha các bạn. Có một số xanh mắc khay nè. Đây
thì 92 nhẫn là nhẫn đúc nha. Thì tầm khoảng hơn 7 triệu chút xíu nha các bạn, tính luôn cả tiền công nha. Ngay màu reo các bạn, một chỉ 24 thôi. Gần 5 triệu, hơn 4 triệu, gần 5 triệu nha. Ngay có nhẫn lông voi các bạn, lông voi màu xanh và cái miệng thủy này, đây là nhẫn đúc nha. Hai chỉ 10. Thì cái này tầm khoảng hơn 7 triệu nha các bạn, tầm khoảng 7 triệu rưỡi. Có màu tím các bạn, rất là nhiều màu. Đây chiếc này một chỉ 91 này, có chữ Phúc Phúc ở bên trong các bạn. Đây là khoảng hơn 7 triệu chút xíu nha. Màu tím thì mình cũng có rất là nhiều hàng. Đây một chỉ 37 này, đơn giản là tầm khoảng 5 triệu thôi. Này đá vuông to chút xíu các bạn. Chiếc này hai chỉ 14 nha. Đây một xanh. Tầm khoảng hơn 7 triệu, gần 8 triệu nha. Có vuông to hơn chút xíu các bạn, một chỉ 62 thôi. Khoảng hơn 6 triệu các bạn, có thể mua được chiếc chỉnh năng như thế này được. Đây bên này còn nhiều quá ạ. Đây, chiếc này nhẫn đúc này, một chỉ 62 thôi các bạn. Màu xanh này thì là cái bình thủy luôn nha. Một chỉ 62 thì khoảng hơn 6 triệu. Hai chiếc này màu trà đúng không ạ. Một chỉ 93, tầm khoảng hơn 7 triệu chút xíu nha. Đây đá mắt hổ các bạn, màu xanh, một chỉ 79 thì tầm khoảng gần hơn 6 triệu, gần 7 triệu nha. Đây, đá mắt hổ nha các bạn. Đó là một số mẫu nhẫn nam bên mình nha. Đá màu đen và một số đá màu xanh một số đá màu xanh màu tím nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Hẹn các bạn video sau nhé.